Bản tin kế tiếp đây thì chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là Hạ viện vẫn tiếp tục im tiếng vì chưa có chủ tịch. Hiện nay thì mình thấy trên thế giới đã có nhiều cái biến động nó quan trọng. Thế nhưng mà cái tiếng nói của Quốc hội Hoa Kỳ thì lại chưa có thể nào có được một cái phản ứng, một cái tuyên bố gì cả, bởi vì vấn đề mà bầu ra chủ tịch Hạ viện nó vẫn còn gọi là một cái mớ hỗn loạn. Chúng ta thấy rằng kể từ khi mà ông McCarthy ông bị bãi nhiệm cho tới giờ là đã được đi tới gần 2 tuần rồi, 2 tuần đúng rồi. Thế mà coi như là cũng chưa có một cái chuyện mà chưa có chủ tịch mới đó. Phía bên Cộng hòa là cái bên mà sẽ có chịu trách nhiệm tìm ra một cái chủ tịch lâm vào một cái tình trạng gọi là chia rẽ rất là hỗn loạn. Mình thấy rằng là cái sự hỗn loạn như vậy đó, nó làm cho cử tri của Hoa Kỳ ngao ngán đã đành, mà thế giới người ta phải thấy rằng là không ngờ chính trường của nước Mỹ này nó bị chia rẽ ghê gớm, chia rẽ giữa các đảng phái với nhau thì đã đành, mà ngay trong một đảng sự chia rẽ của các bè nhóm mà trong đó nó cũng gọi là cũng ghê gớm, nó cũng không nhịn, nhất định là không nhường nhịn nhau để mà lo việc chung của quốc gia, chỉ vì cái lợi ích của nhóm thôi. Cho nên mình mới thấy một cái ông dân biểu của Cộng hòa đó, ông cay đắng, ông nói một cái câu như thế này, ông nói nếu mà quý vị mà tìm kiếm một cái hệ thống nào nó gọi là tốt đẹp và nó hoàn hảo thì đừng nhìn vào cái Quốc hội của Hoa Kỳ. Có nghĩa là nhìn vào đây toàn là thấy những cái chuyện mà nó rắc rối, nó thối nát, chia rẽ không mà, chứ không có gì là tốt đẹp cả. Thực ra mình thấy là sau khi mà ông McCarthy ông bị bãi chức rồi đó thì phía bên Cộng hòa cũng muốn giải quyết một cái chuyện này nó thật là nhanh chóng. Họ đã nhanh chóng, họ đã tìm ra được một cái đề cử viên rồi. Đó là chúng ta biết là ông Steve Scalise. Nhưng mà chỉ sau 30 tiếng đồng hồ thử nghiệm đó thì ông Steve ông thấy rằng là mình lại không khác gì con McCarthy ngày xưa. Có nghĩa là muốn tìm được cái đủ mà số phiếu mà 217 phiếu để trở thành chủ tịch Hạ viện là cái chuyện nó quá khó rồi. Có thể là nó tốn rất là nhiều ngày, nhiều giờ. Mình thấy là ông Steve ông đã chủ động là ông thôi, ông từ chức, ông không ông rút lui, ông không muốn tranh đấu làm gì nữa. Thì cái tư cách ứng cử viên nó rơi vào tay của ông Jim Jordan, tức là cái người mà được đề cử với số phiếu nhiều thứ nhì, 99 phiếu. Thì trong một cái cuộc bầu cử kế tiếp đó, mình thấy là ông Jim Jordan thì hồi xưa ông được 99 phiếu. Bây giờ ông kiếm thêm được 10 phiếu nữa từ những cái khối các ông bà dân biểu mà hồi xưa bỏ phiếu trắng, không ủng hộ ai, thì giờ thêm được 10 phiếu đó. Và thêm 15 phiếu của những người ủng hộ ông Steve ngày xưa, tức là tổng cộng kiếm thêm được 25 phiếu. Cho nên bây giờ sau cái cuộc bầu cử mà sơ khởi đầu tiên, ông được 124 phiếu. Mà đối với 217 phiếu đa số cần thiết, nó quá xa. Cho nên phía bên Cộng hòa hiện nay, sau khi người ta đã nghỉ cuối tuần đó, thì người ta dự định là sẽ họp trở lại để bỏ phiếu tiếp vào ngày thứ ba. Có lẽ là họ muốn dành cái ngày cuối tuần với lại ngày thứ hai để cho ông Jim Jordan ông ấy có thì giờ để ông đi vận động kiếm cho đủ số, đủ đa số. Vào ngày thứ sáu vừa rồi, sau khi mà đã thất bại rồi, cái cuộc bầu cử đầu tiên thất bại, thì mình thấy là ông Jim Jordan thì ông cũng có tuyên bố, ông tin tưởng rằng là khi mà Hạ viện phía bên Cộng hòa quay trở lại bầu phiếu vào ngày thứ ba thì có lẽ ông sẽ kiếm đủ cái đa số. Thế nhưng mà ngay sau khi ông tuyên bố cái điều đó thì lại có 3 ông dân biểu Cộng hòa lên tiếng nói là không bao giờ mà bỏ phiếu cho cái ông này. Một ông ở đại diện cho tiểu bang Alabama, còn 2 ông ở đại diện cho tiểu bang Florida kêu gọi như vậy. Và rồi thì có một cái ông dân biểu khác nói lần tới mà nếu mà như ông Jordan mà không có thắng đó, thì ông sẽ nhảy ra tranh cái chức đó tiếp tục rồi. Thành ra mình chưa thấy gì, mình thấy rõ ràng là ông Jim Jordan đã rất là trong tình thế rất là khó khăn. Trước mắt là 3 người không đồng ý, mà thêm 2 người nữa không đồng ý nữa là coi như là không bao giờ đạt được cái số 27. Cho nên thứ ba này, lúc này để mình nói đây thì cái cuộc bầu phiếu đó nó chưa diễn ra. Thì mình không biết là cái tiến trình của nó ra sao, nhưng mà thấy là không dễ dàng một cái tí nào cả. Ở đây chúng ta lưu ý một cái điều là ông Jim Jordan này thì đã được ông tổng thống, ông cựu tổng thống Donald Trump là đưa ra cái sự gọi là ủng hộ. Mà dù rằng có sự ủng hộ của ông Trump như vậy mà ngày xưa ông Jim Jordan thua ông Steve Scalise, chứng tỏ bây giờ là coi như là nếu mà tới đây cái cuộc bầu phiếu tới đây mà ông Jim Jordan, một là không thể kiếm được đa số, hai là thật là khó mới trở thành chủ tịch hạ viện, thì mình thấy là trong cái khối dân biểu của phía bên Cộng hòa trong hạ viện đó cũng rất nhiều người không ủng hộ cho ông Donald Trump luôn. Mà còn phía dân chủ thì sao? Phía bên dân chủ bây giờ họ bất ngờ một cái là họ không ngờ rằng là ông Jim Jordan thì lại là một cái đề cử mà cái ông này đó, thì theo phía bên dân chủ họ lo ngại ở cái chỗ là ông này là cái người rất thân thiết với lại ông Donald Trump là một. Thứ hai nữa, ông Jim Jordan hiện nay đang bị cáo buộc là có trách nhiệm cũng lớn lao trong cái vụ mà bạo loạn ở Quốc hội ngày 6 tháng 1. Và người dân chủ thì ta thán là nếu mà ông này mà làm chủ tịch hạ viện thì phía bên dân chủ sẽ rất là khó khăn. Mà đây là một cái điều mâu thuẫn. Ngày xưa phía bên dân chủ nhìn thấy rõ ràng một điều là cái người chủ tịch hạ viện dễ chịu nhất đối với họ, dễ đàm phán nhất với họ là ông McCarthy. Nhưng mà lại phía bên dân chủ vì là ích lợi của đảng phái thì đã bỏ phiếu họp với lại 8 người cực đoan ở bên Cộng hòa sa thải ông McCarthy rồi. Bây giờ có lẽ là họ cũng đang là hối tiếc. Giá như ngày xưa giữa ông McCarthy lại thì mọi chuyện nó cũng đơn giản hơn nhiều. Mà không biết cái chuyện đó thì nó còn có thể là sửa đổi được hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới chuyện ông tổng thống của nước Nga, ông Putin. Ông đi đâu cũng thấy khó mà ông nói ra cái gì cũng thấy ngượng. Thứ Sáu vừa rồi người ta thấy là ông Putin ông đến Kyrgyzstan để tham dự một cái hội nghị thượng đỉnh của một cái khối mà có cái tên là cái khối của những cái quốc gia thịnh vượng và độc lập đó. Đây là một cái khối mà nó bao gồm 9 cái quốc gia mà hầu hết là những cái quốc gia ở bên Trung Á. Những cái quốc gia mà có chữ cuối cùng là chữ Stan là đều là những cái quốc gia mà nó ngày xưa nó nằm trong quỹ đạo của Liên Xô cũ. Cho nên cho tới giờ này thì nó vẫn cứ bị chịu nằm dưới ảnh hưởng của nước Nga. Và sau khi dự họp thượng đỉnh ở Kyrgyzstan xong đó thì ông Putin ông sẽ lên đường xuống tới Bắc Kinh để mà tham dự một cái lễ kỷ niệm 10 năm vành đai con đường của ông Tập Cận Bình, ông tổ chức. Cái phía bên Nga thì không có dám nói cái gì về cái lịch trình là ông sẽ đi lúc nào và ông đến Bắc Kinh lúc nào cả. Thế nhưng mà phía bên Trung Quốc chỉ nói ngắn gọn rằng là ông Putin sẽ đến Bắc Kinh vào có lẽ là cuối ngày thứ Hai mà thôi. Cho thấy rằng là nước Nga và ta thấy rằng là phái đoàn của Nga rất là dè dặt trong cái việc đi đứng của Putin. Và cả hai cuộc đi này tới Kazakhstan và tới Bắc Kinh như vậy đó, nó làm cho thế giới người ta dấy lên một cái sự chú ý và nó đưa ra một cái làn sóng bình phẩm ở trên mạng xã hội rất là sôi nổi. Người ta thấy rằng là rõ ràng là ông Putin ông đi đâu cũng khó cả. Chứ không phải là ông muốn đi đâu thì đi như tự do như lúc trước. Bây giờ ông chỉ đi quanh quẩn mà người ta có thể liệt kê ra một số các quốc gia thân thiết bồ tèo đồng minh với lại ông mà thôi. Chứ ngoài ra ông không dám đi đâu hết. Mà mình thấy rõ ràng là Điện Cẩm Linh ngày trước đây tuy rằng cứ mạnh miệng công bố rằng là cái bản án do ICC người ta đưa ra nó không có giá trị. Và thì là nước Nga không công nhận nó vô hiệu là bởi vì nó đem tới là một sự bất công. Thế nhưng mà rõ ràng là dù chống đối như thế nào đi nữa, ông Putin cũng biết sợ. Ông không dám đi đâu cả. Mình thấy đường là một cái nguyên thủ của một cái đất nước mà phải nói là tự hào là đối thủ ngang ngửa với đệ nhất siêu cường là Hoa Kỳ đó. Mà bây giờ không dám đi đâu. Mà ngay ở trong nước đó thì ông này lúc nào cũng lấm lét lo sợ. Như chúng ta đã từng nói qua những nhiều bản tin trước đó. Ông ở trong nước nhưng mà ông cũng không dám đi tới đâu cả. Lúc nào cũng lo sợ người ta ám sát. Nhà cửa thì nhà lầu, biệt thự như cả tỷ. Nhưng mà không dám ở, không dám ngủ. Đêm tới là cứ phải đi lang thang chỗ này, nay chỗ này, mai chỗ khác. hôm nay đầu đường ngày mai xó chợ để không ai biết. Mà đi tới đâu thì cũng cứ nói dối, nói là đến điểm A thì lại cứ đi như là lại bất ngờ đi tới điểm B. Rồi thì người ta bảo rằng là làm việc thì toàn làm dưới bong ke, tức là những cái hầm trú ẩn thôi, chỉ sợ là người ta bệnh hoạn, lây bệnh hoạn cho mình hay là bị ăn bom đạn thôi. Là một cái nguyên thủ, một cái tổng thống của một quốc gia, của một cường quốc quân sự mà phải nói là lúc nào sống cả một cái cuộc đời sống trong lấm lét, lo sợ hoảng sợ như là chó nhà tang rồi, thì không biết là quyền lực làm gì. Mà đó là cái chuyện là mình nói là chuyện đi đứng ăn ở của ông. Bây giờ cái chuyện nói năng của ông nào. Ở Kyrgyzstan thì ông có tuyên bố, ông đưa ra những cái bình luận về cái cuộc chiến ở Trung Đông, tức là cuộc chiến của Hamas với là Israel bây giờ đó. Thì ông nói rằng là ông ủng hộ cái sự tự vệ của chính đáng của Do Thái, bởi vì họ bị tấn công. Mà cuộc tấn công đó thì nó gây ra hậu quả tàn nhẫn quá. Thế nhưng mà ông đồng thời ông lên án Israel, ông nói rằng nhưng mà cái cuộc trả đũa của Israel mà gây ra coi như là thương vong quá lớn cho nhiều quá cho dân Palestine là cũng là một cái điều không thể chấp nhận được. Cái bình phẩm của ông ta về chiến tranh, về sự tàn nhẫn như vậy làm cho nhiều người ta thấy chưng hửng ngạc nhiên. Và nhiều người ta bật ra tiếng cười giống như ông này đang diễu, đang khôi hài vậy đó. Nếu mà ông nói như vậy, không biết là ông đã nghĩ rằng là chính bản thân ông và quân đội Nga hàng ngày vẫn còn đang nã súng vào từ nhà thương, trường học, chợ búa và cố tình giết thường dân không? Mà nếu như thương vong của Palestine đang xảy ra ở dải Gaza đó là nó do cái chuyện là một cái hậu quả liên đới của chiến tranh. Chứ còn thường dân của Ukraine mà chết vì bom đạn của Nga đó là vì sự cố ý. Ông Putin với lại quân Nga nhất định là cứ bắn hỏa tiễn vào khu dân cư như vậy để tạo ra thương vong chết chóc, làm cho cái người dân Ukraine sợ hãi, hoảng sợ và thối chí, có thể dẫn tới cái sự đầu hàng. Thì nói về cái sự gọi là thiện ác của chiến tranh thì ai nói thì được, chứ mà ông Putin là không có tư cách để mà nói. Hiện nay thì thế giới coi đất nước Nga như là một cái đất nước khủng bố, là một cái đất nước mà đang phạm tội diệt chủng. Bản thân của ông Putin thì là một tội phạm chiến tranh của quốc tế. Lời nói của một tội phạm chiến tranh thì chắc chắn là nó không có giá trị gì cả rồi. Sau một vài thông tin thương mại của đài thì chúng ta chương trình sẽ tiếp tục đi tới phần 3.